Sau đợt lũ lịch sử đi qua, người dân trong tỉnh Quảng Trị đang khẩn trương khắc phục hậu quả. Tuy nhiên thì có nhiều địa phương ở vùng sâu trũng, nguồn nước sinh hoạt bị ô nhiễm nghiêm trọng, xác động vật và rêu rác ở khắp mọi nơi. Bà con đang tập trung dọn dẹp nhà cửa nên chưa có thể xử lý môi trường ở xung quanh nhà. Và đây là một trong những nguy cơ xảy ra dịch bệnh rất cao và cũng là nỗi lo chung của người dân vùng lũ Quảng Trị vào lúc này. Tại thôn Mai Đàn, xã Hải Lâm, sau khi nước lũ rút, người dân đã quá mệt mỏi phải liên tục dọn dẹp nhà cửa. Giờ lại tiếp tục dọn xác gia cầm đang nằm chết ngổn ngang. Hiện nay thì lũ đã rút và trong thôn cũng đã vận động bà con nhân dân ra dọn dẹp vệ sinh, chôn lấp những cái xác động vật đã chết, nhưng mà hiện nay quá nhiều. Cho nên dân là vừa dọn dẹp trong nhà rồi vừa làm ra ngoài thì cũng không kịp. Cái môi trường ô nhiễm thì cũng rất là sợ đến nhiễm bệnh cho người già và trẻ em. Không chỉ là ô nhiễm môi trường mà người dân vùng trũng Quảng Trị còn phải đối mặt với nguồn nước ô nhiễm bởi do nước lũ ngập sâu nhiều ngày. Nhiều giếng nước của người dân còn bị sạt lở. Hơn 10 ngày nay, những đứa trẻ này đều phải sinh hoạt từ giếng nước ô nhiễm này. Nước mà dùng đó, là nó không được an toàn cho mẹ cháu vì chân cẳng của cháu bị gãy lở. Hiện tại mẹ cháu thì em vẫn là đi chờ nước xin ở trên chùa, mà trên chùa thì rất là xa, đi 2 đến 3 cây lưng mới đi chợ được từng bón về cho cháu dùng hàng ngày. Huyện Hải Lăng là địa phương bị ngập sâu và lâu ngày nhất tỉnh Quảng Trị. Toàn huyện có hơn 15.000 ngôi nhà bị ngập. Đến thời điểm này, ngành y tế đang khẩn trương về các địa phương khắc phục để đảm bảo sức khỏe cũng như nguồn nước sinh hoạt cho người dân. Chúng tôi chỉ đạo các trạm y tế cũng như các khoa của hệ dự phòng phát hiện các cái bệnh nấm cẩy chân, rồi bệnh tiêu chảy, bệnh mắt đỏ. Chúng tôi cũng cung ứng đầy đủ tất cả các cái thuốc để đảm bảo chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn của huyện. Với phương châm nước rút đến đâu xử lý đến đấy, ngành y tế Quảng Trị đã cấp 63 cơ số thuốc phòng chống lụt bão, 2 tấn hóa chất chlorine, 1 tấn hóa chất chloramin B, 2 tấn vôi bột, 1 tấn phèn chua và trên 700.000 viên khử khuẩn nước Aquatab. Ngành y tế cũng chỉ đạo tất cả hệ thống y tế cơ sở, từ huyện đến xã, thị trấn, tiếp tục với các địa phương để tuyên truyền, vận động nhân dân bảo vệ sức khỏe, chủ động phòng ngừa dịch bệnh. Trong đó, đặc biệt lưu ý đến vấn đề xử lý nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường.